Gần 50.000 người đăng ký hiến tạng khi chết. Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đã nhận đơn của gần 50.000 người đăng ký hiến tạng sau chết, chết não. Con số ấn tượng so với năm 2014, chỉ có 200 người tham gia. Thông tin được Phó Giáo sư Tiến sĩ Đồng Văn Hệ, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết khi nhận quyết định làm Giám đốc Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, thay cho Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Hồng Sơn chiều ngày 8 tháng 8. Theo ông Hệ, trước đây việc hiến tặng mô tạng tại Việt Nam còn rất hạn chế bởi mọi người có quan niệm chết toàn thây. Năm 2014, sau một năm hoạt động, trung tâm chỉ vận động được hơn 200 người đăng ký hiến tặng mô tạng. Những người này chủ yếu là lãnh đạo cán bộ trung tâm và một số y bác sĩ. Những năm gần đây, khi nhiều câu chuyện hiến tạng gây xúc động đã tạo nên hiệu ứng tích cực. Đặc biệt, nhiều gia đình gồm có cha con, vợ chồng, anh chị em cùng đăng ký hiến tạng. Họ thuộc mọi lứa tuổi, nghề nghiệp, cả ở thành thị và nông thôn. Đến nay, con số đăng ký hiến tạng đã tăng lên, gần chạm mốc 50.000 người. Ông Hệ cho biết hiện tại 95% ca ghép tạng ở Việt Nam được tiến hành từ người cho sống, chỉ có 5% ca ghép từ người cho chết não. Điều này đi ngược hoàn toàn so với xu hướng chung của toàn thế giới, khi nhiều nước đa phần ca ghép tạng là người cho chết não. Ngoài ra, một thực tế đáng lo ngại hiện nay là có khoảng 30% bác sĩ, 20% điều dưỡng hiểu chưa đầy đủ về chết não, thậm chí nhiều người không hiểu biết về chết não. Đây là những thách thức còn phải khắc phục trong thời gian tới của hệ thống 22 trung tâm ghép tạng trên toàn quốc và các bệnh viện, cùng thay đổi để thuyết phục việc hiến tạng ở người chết não tại Việt Nam, ông Hệ cho hay. Hiện nay cả nước có 1.500 bệnh viện, trong đó khoảng 300 bệnh viện đồng thời là nơi điều trị cho bệnh nhân chấn thương sọ não. Mỗi bệnh viện chỉ cần chẩn đoán, tư vấn cho một bệnh nhân chết não hiến tặng mô bộ phận cơ thể người thì trong một năm sẽ có khoảng 300 người hiến. Mỗi năm, nếu như làm tốt tại 300 bệnh viện trên thì có từ 4 đến 5 người hiến thì Việt Nam sẽ tiến tới được như Hàn Quốc, sẽ ghép được khoảng 4 đến 5.000 ca ghép trên năm. Ông Hệ nói và cho biết thêm, kể từ ca ghép tạng đầu tiên vào năm 1992 đến nay, các bác sĩ Việt Nam thực hiện được 6.500 ca ghép tạng trên toàn quốc. Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho rằng Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người thực hiện chức năng nhiệm vụ hết sức nhạy cảm, do đó cần đảm bảo chuẩn chỉ đúng quy định pháp luật. Trung tâm cần đẩy mạnh hơn nữa những công tác tuyên truyền vận động người dân hiến mô tạng của người chết não, đồng thời chuyển giao kỹ thuật ghép mô tạng cho các bệnh viện tuyến dưới, góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trung ương, Thứ trưởng nói. Trước đó, nhiều đơn vị ghép tạng trong cả nước cũng cho rằng thách thức lớn nhất của ngành ghép tạng không phải là kỹ thuật khó, mà bởi sự khan hiếm nguồn mô tạng hiến. Do đó, các chuyên gia kỳ vọng càng nhiều người đăng ký hiến tạng sau khi chết, càng mở ra nhiều cơ hội sống khỏe mạnh cho người khác. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.